Video này sẽ giúp bạn trở thành top 1 La Vì. Hãy chuẩn bị tinh thần để trở thành top 1 La Vì nào. Khi bắt đầu vào trận đấu, hãy nâng chiêu 1 ở cấp độ đầu tiên và ưu tiên nâng max chiêu này trước, vì đây là chiêu thức gây sát thương chính của La Vì. Khi kích hoạt, La Vì sẽ cường hóa đòn đánh thương trong vài giây, giúp gây thêm sát thương lên tối đa 3 mục tiêu cùng lúc. Nếu bản thân đang kích hoạt nội tại Đại Liên Châu thì mỗi phát bắn sẽ gây ra sát thương bằng một nửa của đòn đánh thương, nhưng sẽ có tác dụng lên cả 3 người địch trong phạm vi. Đừng nghĩ là khi kích hoạt nội tại và bật chiêu 1 thì sát thương của La Vì gây ra sẽ bé hơn nha. Vì sau 3 đòn đánh thương, La Vì sẽ tiến vào trạng thái Đại Liên Châu, giúp đòn đánh thương bắn ra 3 phát đạn và được tăng tốc đánh. Trạng thái này duy trì trong vài giây và được làm mới mỗi khi bắn trúng mục tiêu. Nghĩa là khi kích hoạt nội tại và bật chiêu 1 thì mỗi luồng đạn của chiêu 1 sẽ đều kèm theo 3 viên đạn của nội tại. Qua nội tại và chiêu 1 của La Vì có thể thấy, anh chàng này gây sát thương chủ yếu từ đòn đánh thương bắn tùm lùm, nên chúng ta xác định được La Vì là vị tướng xạ thủ tốc đánh chí mạng. Vì vậy, bảng ngọc sát thương chí mạng sẽ giúp tối ưu sát thương từ những đòn đánh chí mạng của La Vì, cùng với bảng phù hiệu tinh linh sẽ liên tục được kích hoạt nhờ nội tại và chiêu 1 để gia tăng khả năng gây sát thương. Chiêu 2 giúp La Vì tạo lá chắn tồn tại trong vài giây, giúp bản thân được miễn một lần khống chế. Đồng thời, La Vì còn được tăng tốc chạy. Nếu lá chắn chặn được chiêu thức của đối phương thì La Vì sẽ được tiếp tục nhận thêm miễn khống trong thoáng chốc. Hãy sử dụng chiêu thức này thật hợp lý để né đi khống chế của team địch, giúp gia tăng khả năng outplay, đào thoát khỏi giao tranh hoặc truy đuổi mục tiêu tốt hơn nhờ tăng tốc chạy. Đây cũng chính là chiêu thức duy nhất mang lại cho La Vì một chút độ cơ động, nhưng nhìn chung, La Vì vẫn là một vị tướng xạ thủ tương đối tù. Vì vậy, tốc biến hoặc tốc hành sẽ là phép bổ trợ phù hợp và hiệu quả nhất để giúp La Vì cơ động và đột biến hơn trong những tình huống cụ thể. Khi kích hoạt chiêu cuối, La Vì sẽ bắn ra một viên đạn ánh sáng có phạm vi hiệu lực toàn bản đồ. Trúng tướng địch sẽ khiến nạn nhân bị choáng và gây sát thương quanh nạn nhân trúng chiều. Đạn bay càng xa thì choáng càng lâu. Đây là chiêu thức mang lại khả năng mở giao tranh rất tốt của La Vì nếu bắn trúng tướng địch. Ngoài ra, với phạm vi hiệu lực toàn bản đồ, chiêu cuối còn là công cụ giúp La Vì tranh cướp mục tiêu lớn, hạ gục những mục tiêu thấp máu từ khoảng cách xa, nhưng vẫn là nếu bắn trúng tướng địch. Ngoài ra thì dùng để trích bụi trong quá trình di chuyển cũng được nếu nghi ngờ của tướng địch núp bụi rình rập. Combo cơ bản của La Vì như sau: sử dụng chiêu cuối để làm choáng đối thủ, bật chiêu 2 để tăng tốc chạy và áp sát mục tiêu rồi liên tục bắn thường. Khi nội tại được kích hoạt thì bật chiêu 1 để gia tăng sức mạnh của đòn đánh thường. Còn về trang bị, hãy khởi đầu với La Vì bằng giày du mục, tiếp đến là thanh kiếm, vuốt hung tàn, diệt thần cung. Sau đó đồ thứ 5 sẽ là nanh Fenry nếu muốn tối ưu sát thương, hoặc sẽ là cung tà ma nếu muốn đánh an toàn. Cuối cùng sẽ là sát hộ mệnh, luôn phiên thay đổi với liêm lập mệnh. Ngoài ra, nếu team địch có nhiều tướng châu máu, hãy chủ động lên kiếm Furnier thay vì là song đao bạo táp để tối ưu khả năng gây sát thương. Đó là toàn bộ về vị tướng La Vì mà tôi có thể chia sẻ. Hãy nhấn đăng ký kênh, bấm vào quả chuông nhỏ bên cạnh và bấm like cho video này nếu bạn thấy nó hữu ích. Chúc các bạn sẽ sớm trở thành top 1 La Vì. Xin chào và hẹn gặp lại trong video sau.